Nhưng mà cái trung bình là cỡ gì như như năm nay là 2-3 cây hay 3 là nhiều. À. Cái điều đó thì mình cài đặt ha. Ghép á. Quá chuẩn ha. Ghép là ghép từ đoạn nào hả Linh? Ở dưới gốc hay là ở đâu? Đâu? Đây nhà bao hồi xưa là giống gốc đó nè. Không ở đây nè, để trâu cái từ đó lên. Đây một cái. Đây này, em ghép từ đây lên. Cái đàn ghép từ đây lên. Đó nó phân đi rồi. Phân hết nè. Xúc trên nó là ra ghép hết rồi đúng không? Ghép. Đây là xoài. Nó nhiều loại giống. Nó cũng xen nhiều giống khác nhau ha. Nó ba loại giống. F1 thị trường. F1 cái dòng. Như này là như là đây là tới đầu cái gì vậy? Thấy không? Cành từ trên đầu cũng như dưới đầu cũng dài. Cái đầu. Thời gian ha. Cái đầu phải là. Bữa giờ chặt được bao nhiêu cây rồi? Tới nhà tới kia luôn mà tới trên đó luôn mới xong trên đường đi luôn. Cái bên này là của anh ta. Bên người ta. Bên đó vàng hè đó. Nó khác nhau. Thì do là chủ yếu là do người chăm đúng không? Cùng miếng đất. Đất thì như nhau. Cái đây một tơ năm tới cây đây phải cỡ tầm cỡ từ 6 đến 70 cây tươi. 60 cây tươi thì cho đâu khoảng bao nhiêu cái khô hả anh Linh? 4 cây 2 một cây nhân. À. Quá khứ đang còn nằm đây. Cái loại humic này thì một hát là mình cần khoảng bao nhiêu tiền phân? Thì nó giảm nhiều lắm á, giảm chi phí rất là nhiều quá. Dường như anh theo anh nhận định cái anh vừa hồi cái năm mình lấy NPK anh bỏ hết cái lô này nghe là từ 70 triệu đến 101 triệu mà năm rồi anh bỏ có năm mấy triệu chưa được 50 triệu rồi coi như cả nồi tiền kia cũng cả 50 triệu rất là lợi nhiều luôn á. Như bây giờ một cái mẫu như một mẫu về anh bỏ đây 5 bịch là năm ký thì một lúa rồi coi như năm ký một mẫu một hecta mình bỏ thành ba lần. Nếu ít vậy anh bỏ cách nào anh chia ra sao? Anh trộn dưới phân đơn mình, phân cha với cái ly nó dưới trồng ngoài dưới vi sinh những trộn với mà mấy ca thì mình trộn vô anh bỏ cho nó đều. Thì này để chưa nói cái điểm này là anh ấy nè. Điểm này là anh lấy bạc anh tải. À tải để trộn đúng không? Nên xé bờ bịch nè. Xé bịch để trộn xong xuôi rồi thì mình thấy ra thôi. Nhưng mà thấy nó hiệu quả, rất là hiệu quả. Cây lớn một năm bỏ 15. Anh có mấy anh bạn nó cùng kêu anh em bạn bè ở cùng quê mà đó, ở Quảng Ngãi đó, mà phía nó xấu không khít cái thôi gì mà đào gì mà ông đào cha nó đi ông kia, ông cứ về đào có sao được thôi thì ông không nghe lời tôi không bỏ phần là thử đúng bỏ nó tốt, năm nay là biết luôn. 2 năm anh cái đẹp quá mà đất đang con nguyên mình nó rất là chịu này, tức là mình bỏ thì bao lâu mình thấy nó phát huy cái tác dụng hả nên cái này là đây thì theo anh định thì nó bỏ năm đợt đầu thì cái cỡ bốn tháng anh nó thấy nó bắt đầu nó phát triển mà rất là bền cực kỳ, cái phải như mấy cái phần kia mà đang bền nó có cái tác dụng phụ gì không anh, tức là nếu mà mình bỏ hơi mạnh tay chứ không? Nếu mọi anh thấy bỏ nếu mà bỏ thì cái trung bình khoảng 5-6 kg là được. Tốt tiền bỏ phía con thấy là mà rất là tốt, lá nó to mà nó chống hạn, mà đọt nó vẫn nó gì mùa này mà thấy nha. Đó, ai nói đồng tiêu mùa này cái này vẫn đường đọt vẫn rơm nó chống hạn gì nó chống hạn đây này nó còn lại này thiếu sót này đó hai lên mày đánh cuối cùng đây là đường cuối đi em về em phơi em ra mệt quá. Mình bỏ vào giai đoạn nào nó phù hợp anh Linh? Thì anh bỏ tưới này đó, tưới anh bỏ cho mình tưới này, anh bắt đầu từ mùa nắng anh bỏ liên tục. Nghĩa là một mình nếu anh bỏ theo cà phê anh năm nay cũng 4 lần thì lượng trái là rất là nhiều. Giai đoạn ra hoa mình bỏ nó có tác có ảnh hưởng gì không? Không sao đâu. Đúng. Thì bất kỳ lúc nào hả? Hiệu quả. Tại nó humic thì nó không có nó phải là một cái chất rất là tốt. Anh thấy đó. Vậy là tưới gốc đúng không? Bỏ gốc chứ còn cái mà phun ở trên mình có nên phun trên định chưa phun. Nhưng mà anh bỏ gốc rất là hiệu quả. Nhưng mà năm là nó là giống như quyết định trong các loại thân luôn anh. Quyết định nếu trong vườn như vườn anh là nó quyết định. Thì tốt. Nhưng mà năm hái mấy chục tấn đâu có cho tạ nào về ra đâu. Cho mà cho gì tao đi. Chút cho anh cho nó mấy cái nhân gì để nó hoài biết tay lên. Mà hoạt chán nè. Không có đây hiệu quả. Còn kia nó rồi. Đến nhà hả? Cái kia đến nhà. Cái đó thì nó là người ta nói cà phê mình như cà phê kia. Mà thằng kia đầu tư nhiều hơn mình.
Ừ, một mẫu của nó vậy chứ đầu tư nhiều phân hơn mà nó đầu tư hồi thằng đại lý bỏ phân đó, nó nói anh là nó đầu tư là 3 mấy triệu tiền phân, nó hơn nó chưa được nửa chừng tết anh mà anh cả 4 mấy triệu thôi, và anh kèm cái này là anh làm tốt hơn nhiều thôi, thu vắng đạt không đó, đảm bảo đạt hai miết luôn chứ không phải đạt hơn bữa nay. Nói thiệt luôn mà nó... đạt biết không, thấy là mình nhìn qua là biết liền chứ càng gì đúng không. Nhiều lúc mình nói người ta kia mình thì nói kiểu nọ kia không không nghe cứ nghe thôi, nhưng mà thằng như chính ông người anh kể anh nghe một cái thằng ông người Tàu, anh chú bạn ông tỷ lắm, cái anh biểu anh đem đi cho ông bỏ, ông về cái ông bỏ một mẫu là ông bỏ ông chia lấy ông bỏ 5 hạt, ông bỏ thử làm sao ông bỏ điện bỏ thử thí nghiệm mà đỡ chân á, đúng làm sao nó tốt cực kỳ luôn, nó vượt trội luôn, như là bảy với 10 á, thằng kia 10 thằng bỏ không biết với 10 còn hơi bảy nó đốt tốt đấy. Anh mới anh về cái năm sau anh lấy mà anh người Tàu anh rất là độc, vì anh xé mẹ cái bịch đi anh đốt hết không cho dê ăn lần hay cái anh mới kêu ta sao chú Hai, tại sao chú không cho người ta biết mời tôi sáng tao mà sao chú đốt đi không cho ai biết hết cho chú là không được cả đó. Sau nữa đốt thì mới chia sẻ cho anh em người ta làm, mà con người ta làm không chịu đó là sai lầm không. Cho nên anh theo cứ một cái đồng mùa lạnh thì anh lấy cho anh hai thùng. Thế là anh trộn với Nabeca. Còn có đổ trong đồng bầu với, không? Anh trộn với Cali, Nabeca. Thăng đơn cũng được. Đơn, tức là thăng đơn trộn vô. Cái một mẫu là anh bỏ cả 5 đến 6 kg là ok. 5 bỏ 3 lần. Nếu mà có điều kiện thì bỏ lần tướng, 4 lần nữa. Thì nó quá rẻ thì có gì đó. Tức là cao nhất là 1 năm 20 kg cho 1 mẫu, đúng không? Nếu mà 4 lần. Chắc cả đó. Dư dút cũng không sao, đúng không? Chắc là tốt, bỏ rất là tốt. Vì bọn nó hình như nó cải tạo là đất sao á. Thì mình chưa ôm hiểu gì lắm, nhưng mà cái ta tao là em gửi cái thông tin. Mày gửi thông tin lại anh cô sẽ cách nhau là cứ 3 tháng bỏ một lần. Anh bỏ 2 tháng bỏ một lần. Thì chưa bỏ mùa mưa gì chung mùa nắng có bỏ đâu. Thì tính là như 6 tháng mưa thì cứ 3 tháng bỏ ha. Cứ 2 tháng bỏ một lần. Chứ tập trung vô mùa mưa đó. Mùa mưa chứ mùa nắng ai bỏ chi, mùa nắng thì mình tưới thì anh bỏ chứ không có nước cũng đã bỏ được. Để chút anh quậy thì thử coi nó đen cái nào. Được cái đá thì cực kỳ. Có nước đây mà. Dạ, anh quậy thì nó tan không anh? Đây hả? Xuống anh quậy thì nó tan hết rồi. Đây là qua đây. Qua đây nó có nước. Đi. Bao nhiêu mấy giờ nào anh xem? Cái dần này là năm tới là cái cây bao là bình thường. Một bao là bình thường. Cây bao. Sao cho là bình thường. Cây bao là bình thường. Đó. Đấy là qua, em cũng qua ra, mình. Nó thử ra đây dạ. Màu mè đấy. Coi thử cái màu của nó. Màu thì nó. Một ít thôi chứ không có nhiều mà nó nhiều. Nhiều lắm luôn á. Mình bỏ nhiều cái sắt lên trên. Không thiệt mà. Đây nó bốc gió. Cực nó mực mà thấy nó. Càng lắm. Cái này này là anh bỏ hơi nhiều rồi đấy. Cái này mà tóc bạc nhiều mới ngon nè. Nhớ mà. Cái này nhộm là bán cho lời hơn là đi cấp cho bà con rồi này không thương ơi. Như theo mình nhận định là anh đồng mình dùng rồi á, trong món phẩm này rồi anh mới đi còn. Ở Liên Đầm anh bán rất là nhiều cho cả nhà, anh em bạn bè nó lái nhiều lắm. Dạ. Hả? Cái này mình hộp với mình tưới nhỏ giọt. Nè. Nó có cặn không anh? Ở đây không có. Đang hết rồi, đang hết trăm trăm. Không có một cái gì luôn. Ừ. Tại vì nó mình hơi nhớt nha. Nhớt hả? Nhưng hơi nhớt. Nó có nhớt xíu đấy rồi. Đây là nó ấy. Tại vì là còn hơn cà phê nữa, hơn đem mình pha cà phê nữa nha. Dễ. Thằng Biển là cũng hái đúng không? Làm chút vô ly cà phê, cái thành ly cà phê đen. Dạ thôi. Anh này món cà phê đúng rồi. Cà phê nè. Hồi xưa đây hồi kia anh nói với mấy đứa không bao giờ lên. Dạ. Đúng mà nó cứ nó vàng mà trời nó lên cực kỳ luôn. Đất ở đây nó cũng sỏi. Nó cực kỳ luôn. Mà nếu bây giờ mình nhận định thôi. Họ bỏ phân như mình. Y chang thấy cái này bỏ hơn mình nữa. Cũng phân khoa học á. Mà tại sao nó không tốt mà mình bỏ là nó tốt rồi. Không phải nên mình phân tích cho đúng không? Tại sao là mình chỉ hơn họ không biết ta. Nó tốt hơn nhiều đó. Đó bỏ phân gấp rưỡi mà bên mình. Ô bên đó nó bỏ một mẫu mà 3 4 chục 3 mẫu thằng người 3 mấy triệu. Mình bỏ hết cái đài tầm cái chưa được 50 triệu là sao? Hết cái đài là mấy mẫu anh? Cả đất là 4 mẫu 3, nhưng mà thiệt thu là cả 3 mẫu thôi, cả xăng cả hồ là 4 mẫu 3 hết. 3 mẫu thôi, 3 mẫu. Cả 3 mẫu thôi. Thì 4 mẫu từ 5 năm trước anh thu được 7, 19 tấn tươi, năm nay thua năm ngoái là cỡ 9 tấn, hơn 9 tấn rồi đó. 7, 7 tấn rồi.
thì mới hái xong bơm kia đó mà. 79 tháng 4 bắt đầu mùng 4 Tết mới hái lại. Vậy anh lên ngoài cái phân này thì cái cây cà phê này mình chăm, mình còn những cái lưu ý nào mà đặc biệt hơn anh? Phân hả? Ở ngoài phân, bây giờ ngoài humic nè, ngoài những cái phân đơn hoặc là phân NPK á. Cái cành đó, nếu là sau này chăm chăm sóc nó đó, có những cái gì mà lưu ý không? Cơ bản nhất là cái cành với công nó cũng quan trọng lắm. Cành làm cành làm cổ nó quan trọng. Làm cành giai đoạn nào anh? Giai đoạn nó ra trái mà nó làm đấy. Làm đây quan trọng. Giờ cắt cành hả? Rồi cái cành nó quan trọng lắm. Cắt hết rồi. Mai mốt là cây đây là phải ít nhất là phải cỡ 60 cây. À. Nó to mà. Rồi. Rồi em coi nó đậu đi. Có hai thằng này nó đậu hết. Chờ khi đậu rồi mình phải phun cái gì cho nó lớn trái hay là nó anh đã thấy chưa đây hồi xưa anh phun gì chứ anh phua đủ thứ như thằng của thuốc về thực vật gì ấy của mình đó. Để bỏ đủ vô mấy cây. Đây. Nhỏ ít thôi. Đậu nhiều quá rồi mà nó xấu. Đây. Nhiều quá. Quá nhiều không? Thử rồi mình kinh nghiệm. Nghề đây. Cây này có phải cắt cành không anh Linh? Cây này phải cắt chục hết luôn. Mình ghép thì bao lâu được thu hoạch? Thì như anh ghép năm kia, hồi mùa cà phê năm kia là 5 năm vừa đủ đúng 24 tháng mà hái được 40 cây tươi. Tức là khoảng 36 tháng là ra là lấy kinh doanh tốt không? Là anh ghép là để anh ghép 6 tháng. Giang ơi, dùm lửa bao để xay cà phê chứ. À, đây là anh Linh là chủ của cái trang trại này vẫn gần 4 hecta. Thì anh ứng dụng cái humic này rất là hiệu quả trong việc mà chăm cây cà phê cũng như cây tiêu, bơ. Ở đây có 3 loại cây chủ lực là cà phê, tiêu và bơ. Và cây nào bỏ cái humic này nó cũng tốt hết á. Tốt bền vững chứ không phải là tốt hỏng nha. Nó hiệu quả mà. Đó nè. Cái hạt cà phê nhân ra được như vậy nè. Xài cũng 3 năm rồi chứ anh hả? 3 năm. Nhiều người nói mà người ta không tin, nhưng mà thực tế ra mình thấy nó hiệu quả thiệt. À. Vậy là chưa được 5 ký tươi là được một cái nhân này hả anh? Hạt cà phê, nếu cà phê thị trường thì cỡ 4 ký tươi. Còn cà phê, bình thường người ta chăm cà phê lát xòa là cỡ 4 ký mốt à. Cái giai đoạn 4 ký trên 4 ký xíu. Rồi, cả 4 ký à. Mà năm nay thấy nó đặc nhưng hơn, nó là đặc thành hơn mấy năm trước. Đúng rồi, anh nó đủ chắc thì nó đặc thành hơn. Bữa anh hái trẻ này cà nó chín á, nó nặng. Đặc thành hơn nhiều ạ. Cái này vô cái này hả? Dạ. Cho nó quay. Nhét hạt cà phê vô đây. Cái tải này là của ông bạn nó làm á. À. Hay là cái này nó mua nguyên cái cụm này là của Nhật. À. Nhập của cái nhà máy xe sát á. À. Thì chế lại hả? Dạ, nó chỉ chế lại thôi, còn cái quay đó là có sẵn trong đó. À. Để nó tính lấy cái nhân với là vỏ riêng rồi thôi, cái nhiệm vụ của nó vậy thôi hả? Nó hút lên thôi. À. Hút lên thay vì mình phải xúc. Vậy còn cái đoạn tách là chỗ nào? Hả? Nó tách cái vỏ với cái hạt là tách chỗ nào mà nó tách được? Cái máy đó. Chuẩn bị tách ra kìa. Còn cái này là cái này hút lên thôi đúng không? Ừ.
Cái này xây dập là mình tự xây đây luôn hay xây đâu? Ở đây luôn, cũng có máy đó luôn. À. Nó đa năng vậy hả? Tin cậy không ngừng đáp ứng.